chào các anh chị kính mến, chào các bạn hữu thân thương và cô Minh Châu chào các con yêu quý. Để trở lại với kênh, hôm nay Minh Châu sẽ kể cho cả nhà và các con nghe sự tích bảy sắc cầu vồng. Mời cả nhà và các con cùng lắng nghe câu chuyện nhé. Xưa lắm rồi, các màu trên mặt đất bỗng dưng cãi nhau, màu nào cũng cho rằng mình là tuyệt hảo, quan trọng nhất, hữu ích nhất và được ưa chuộng nhất. Màu lục bắt đầu, dĩ nhiên rồi, tôi là quan trọng nhất. Tôi là biểu tượng của sự sống và niềm hy vọng. Tôi được chọn để tạo thành cỏ cây. Thiếu tôi cảnh vật sẽ tiêu điều. Hãy nhìn vạn vật chung quanh, các bạn hẳn thấy tôi đúng. Màu xanh ngắt lời, bạn chỉ nghĩ đến những gì trên mặt đất. Hãy ngước nhìn trời xanh và dõi ra biển biếc. Từ đáy biển sâu đến 9 tầng mây cao, sự sống tồn tại được đều nhờ vào nước. Trời xanh bao la mang hình ảnh của sự thanh bình. Nếu không có thanh bình, muôn loài ai nấy cũng sẽ xác xơ. Màu tím cãi lại, tôi là màu của sức mạnh. Từ vô quan đến hàng giáo phẩm đều chọn màu của tôi, vì tôi tượng trưng cho quyền quy và thông thái. Ai ai cũng sẵn sàng lắng nghe và tùng phục. Màu vàng cười vang, sao toàn là chuyện nghiêm túc quá thế? Tôi cho rằng chỉ có tôi mới mang lại niềm vui và sự ấm áp cho đời mà thôi. Này nhé, mặt trời vàng, mặt trăng vàng, các vì sao vàng, tất cả đem lại sự vui tươi và nụ cười cho toàn thế giới. Vắng tôi là thiếu hẳn đi niềm hân hoan. Đến lượt màu cam tự khen, tôi là màu của sức khỏe, của sự đổi mới. Có lẽ tôi là màu quý vì tôi phục vụ mọi nhu cầu của con người. Tôi mang các sinh tố quan trọng nhất. Hãy nhìn các loại trái cây thì biết. Tôi ít khi có mặt, nhưng khi tôi nhuộm bầu trời bình minh hay bầu trời hoàng hôn, vẻ đẹp mê hồn của tôi khiến không còn ai nhớ đến các bạn nữa. Màu chàm tiếp, giọng nhỏ nhẹ nhưng quyết liệt. Các bạn hãy nghĩ đến tôi xem nào. Tôi là màu của sự tĩnh lặng. Phải để ý đến tôi, vì thiếu tôi, các bạn sẽ trở nên hời hợt, thiếu sâu sắc. Tôi đại diện cho tâm hồn, ý tưởng và sự tinh tế. Ai cũng cần tôi để có được một cuộc sống cân bằng, cũng như tạo nên sự khác biệt. Tôi hữu dụng cho lòng tin, những giây phút trầm tư và an lạc nội tâm. Đến lúc màu đỏ không thể kiềm chế được nữa, quát to: ta đây mới đích thực là sếp sầu. Ta là màu của máu, là sinh lực. Ta là màu báo nguy, màu của sự can đảm. Ta là lửa, ta là màu của đam mê, của tình yêu, của hoa hồng, của hoa anh túc. Thiếu ta, địa cầu sẽ ám đạm như mặt trăng kia. Và rồi các màu lại tiếp tục khoe khoang, mỗi màu tự cho mình mới là quan trọng thật sự. Cuộc tranh cãi càng lúc càng căng thẳng. Bỗng nhiên một tia chớp xẹt đến, tiếp ngay sau là một tiếng sét to, mưa như thác đổ xuống. Các màu khiến chúng phải sát cánh lại để che chở cho nhau. Mưa nói: thật là ngốc, nếu các bạn mãi chống đối nhau, các bạn không biết rằng mỗi màu được tạo ra cho một mục đích rõ ràng sao? Mỗi màu đều có một tính cách độc nhất và đặc biệt nhất trong thế giới này. Hãy bắt tay nhau và cùng đến với tôi. Các màu nghe có lý và làm theo đề nghị của mưa. Chúng đến bắt tay nhau, mưa khuyên tiếp: từ giờ trở đi, khi nào mưa, mỗi bạn hãy nổi lên một cầu vồng
thành bầu trời để chứng tỏ các bạn đã chung sống hòa bình. Cầu vồng là hình ảnh của sự hy vọng và hòa giải. Tình bạn rực rỡ như bảy sắc cầu vồng: đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Đỏ là quả chín, cam là ngọn lửa bất diệt, vàng là ánh dương chiếu rọi, lục là cái cỏ bừng mạch sống, lam là dòng nước trong xanh, tràm là niềm mơ ước trong tim, tím là nụ hoa sắp nở. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay chăm sóc tình bạn để tình bạn được trổ nụ đơm hoa nhé. Câu chuyện sự tích bảy sắc cầu vồng đến đây đã hết. Qua câu chuyện cho chúng ta biết, sống ở đời cần phải có sự đoàn kết, tình bạn và kết chặt tình thân thật sự với nhau thì mọi việc đều tốt đẹp và thành công mỹ mãn, phải không cả nhà? Ok, Minh Châu cũng hy vọng là tình bạn của tất cả chúng ta đều kết chặt tình thân để mọi việc đều được thành công tốt đẹp. Nếu thấy câu chuyện hay thì các bạn hãy bấm like, share và subscribe cho Minh Châu. Xin một like để Minh Châu có thể kể tiếp, có tinh thần kể tiếp những câu chuyện kế cho cả nhà và các con nghe nhé. Minh Châu chúc cho cả nhà và các con có nhiều sức khỏe, an bình, hạnh phúc. Mọi việc đều tốt đẹp, các con thì chăm ngoan, học giỏi, biết nghe lời ông bà, cha mẹ, thầy cô. Ok, video của Minh Châu tới đây xin tạm dừng, hẹn gặp video kế tiếp. Bye bye cả nhà!